Xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin 24 giờ đầu tiên của tháng 2 trên Tamna Media. Và khởi đầu một tuần mới có những thông tin nào đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào chủ nhật ngày 31 tháng 1 2021, Cộng hòa Séc đã xác nhận thêm 2.540 ca nhiễm coronavirus mới. Chỉ số chống dịch PES đã tăng từ 70 lên 73 trên 100 điểm. Hiện giờ tại Séc có hơn 5.300 bệnh nhân trong bệnh viện, trong đó có 951 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo như thống kê từ Bộ Y tế, tổng đã có hơn 260.000 người đã được tiêm đợt 1 và đợt 2. Trong tuần vừa qua, có tới 64.000 người đã được tiêm chủng. Chỉ còn một vài bước nhỏ nữa là Cộng hòa Séc có thể ra mắt vaccine. Vaccine với hiệu quả 90% có thể được sử dụng vào cuối năm nay. Các nhà khoa học Séc đã tham gia nghiên cứu vào tài liệu của công ty Novavax có trụ sở ở gần Praha và loại vaccine này có thể được xuất hiện ở trên thị trường sớm nhất vào tháng 4. Điều này đã được Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thương mại Karel Havlíček đã xác nhận với CNN Prima News. Thủ tướng Andrej Babiš đã nhầm lẫn vị trí của khép trong chương trình Chào Lili vào Chủ nhật khi ông đang nói với các cử tri của mình trên trang mạng xã hội. Hai lần liên tiếp ông nói rằng Kiev là một thành phố nằm ở Kralove-Hradecký. Vì vậy, ông cho rằng lời kêu gọi sự giúp đỡ y tế từ bên Đức là không cần thiết. Sai lầm của Andrej Babiš đã gây ra một chấn động lớn trên trang mạng xã hội đối với cư dân Kiev. Ông Libor Dušek đến từ Kiev, một trong những người tạo ra đơn thỉnh cầu, đã được khoảng gần 2.500 người ký tên, bao gồm cả trưởng khoa nội của bệnh viện Kiev, ông Stanislav Adamets, đã phản hồi lại những lời của Babiš ở trên mạng xã hội. Các bác sĩ ở bệnh viện Kiev đang phải giải quyết việc lựa chọn bệnh nhân hàng ngày. Điều này có nghĩa là những trường hợp phải giải quyết xem bệnh nhân nào sẽ được chăm sóc và bệnh nhân nào sẽ không được chăm sóc. Lần sau, khi ông nói về Kiev, hãy tìm hiểu đủ thông tin, xác nhận xem Séc nằm ở đâu, tình trạng thực tế như thế nào. Chúng tôi sẽ rất đón chào ông tới đây. Kiev nằm ở phía tây vùng Karlovy Vary. Đến ngày hôm nay, Thủ tướng Andrej Babiš đã đăng tải video tiếp theo để nói lời xin lỗi về những nhầm lẫn của mình. Ông cho rằng cũng do nhiều việc nên nhiều lúc cũng có thể mắc sai lầm. Tổng cộng đã có tới 5 lần chính phủ đề xuất lên Hạ viện kéo dài tình trạng khẩn cấp. Lần nào cũng đã nhận được sự đồng thuận từ một số đảng và đương nhiên là kèm theo những điều kiện. Lần yêu cầu kéo dài tình trạng khẩn cấp cuối cùng chỉ nhận được sự đồng thuận từ Đảng Cộng sản KSČM. Nội các sẽ có một lần nữa để đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp và thêm 30 ngày. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản đang phàn nàn rằng đã ủng hộ Đảng ANO và CSSD, nhưng họ đã không thực hiện điều kiện là cho học sinh đi học lại và mở khu trượt tuyết từ ngày 1 tháng 2. Còn những phe đối lập khác đều đã quyết định không đồng ý. Nếu không đồng ý kéo dài tình trạng khẩn cấp, chính phủ không thể thực hiện những biện pháp trên phương diện rộng và điều này sẽ được Hạ viện quyết định vào ngày 12 tháng 2. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính bà Alena Shcherbová đã đề xuất lên chính phủ tạm hủy 21% thuế DPH với mặt hàng khẩu trang phòng độc FFP2 và dòng cao cấp hơn trong vòng 2 tháng. Theo như Bộ trưởng, điều này sẽ được chính phủ đồng ý để có thể có hiệu lực từ ngày hôm nay. Chính phủ sẽ bàn thêm về việc bắt buộc đeo khẩu trang tại một số nơi có nguy cơ rủi ro cao như tại giao thông công cộng. Một số thành phố và tỉnh ở Séc đã quyết định nghe theo khuyến nghị của Bộ Y tế sử dụng khẩu trang phòng độc FFP2 để chống lại dịch bệnh COVID-19. Do đó, ở một số nơi, những người già sẽ được ưu tiên nhận khẩu trang miễn phí. Ở những nơi khác thì họ sẽ chỉ bán với mức giá tốt. Thị trưởng vùng Maletice, ông Alex Tolat đã nói, mỗi dân cư trên 60 tuổi sẽ nhận được một hộp miễn phí chứa 20 khẩu trang phòng độc. Việc những người về hưu chỉ nhận được 5 khẩu trang y tế cộng với một khẩu trang phòng độc trong cả năm là quá ít. Đó là lý do tại sao chúng tôi giúp đỡ họ để cải thiện tình hình tốt hơn. Tuần mới đến rồi, cùng xem tuần này Tamda Foods có những sản phẩm hấp dẫn gì ngay thôi nào. Giấy vệ sinh Alamuzo 3 lớp với giá trị 47,90 krun hay Savo Original với giá cực sốc. Kinder Happy Hippo chỉ với 8,90 krun cùng với nhiều loại bánh khác với giá siêu hấp dẫn. Ga giặt quần áo Persil 1 lít chỉ với 78,90 krun hay muối tắm Palacio chỉ 54,90 krun. Ngoài ra, chương trình đón lộc đầu xuân vẫn đang diễn ra, hãy cùng tham gia để nhận ngay giải thưởng thôi nào. Hãy đón xuân sang cùng Tamda Foods. Chính quyền ông Biden đang không rõ tung tích của khoảng 20 triệu liều vaccine COVID-19 hiện đang ở đâu sau khi chúng được phân phối tới các bang.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết họ đã phân phối gần 50 triệu liều vaccine tới các bang, nhưng hiện chỉ hơn 31,1 triệu liều đã được tiêm cho mọi người. Nhóm của Tổng thống Joe Biden đang cố gắng xác định tình trạng và vị trí của 20 triệu liều vaccine COVID-19 còn lại. Họ tin rằng khoảng 10% số này, tức là 2 triệu liều, bị thất lạc do các bang báo cáo chậm trễ. Phần còn lại có thể đang lưu trữ trong các nhà kho, tủ lạnh hoặc đang trong quá trình vận chuyển ở mạng lưới phân phối phức tạp giữa chính quyền liên bang và các bang. Số liều vaccine đang thất lạc có thể gây ảnh hưởng đến mục tiêu tiêm chủng cho 100 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu tiên, ông Biden đương nhiệm. Theo OVD Info, nhóm chuyên theo dõi các vụ bắt giữ chính trị ngày 31 tháng 1, cảnh sát bắt giữ hơn 5.100 người tại các thành phố trên toàn nước Nga. Con số này vượt qua mức khoảng 4.000 người bị tạm giam tại các cuộc biểu tình vào ngày 23 tháng 1. Cuối tuần trước, hàng chục nghìn người Nga đã tham gia cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Nhóm của ông Navalny đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình khác ở Moscow vào ngày 2 tháng 2. Đây là thời điểm ông chuẩn bị ra tòa và có thể bị kết án nhiều năm tù. Tại Moscow, các nhà chức trách đã thắt chặt các biện pháp an ninh. Họ đóng cửa các nhà ga, tàu điện ngầm, điện Kremlin, cắt giảm các chuyến xe buýt và yêu cầu các cửa hàng đóng cửa. Những người biểu tình tiếp tục tuần hành quanh thủ đô nước Nga, đi xung quanh các chốt chặn của cảnh sát. Cảnh sát đã chia người biểu tình thành các nhóm nhỏ hơn và bắt giữ hàng loạt. Đầu tháng 1, chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã thực hiện một bộ phim tài liệu, qua đó cáo buộc dinh thự sang trọng bên bờ biển đen trị giá 1,37 tỷ đô la Mỹ là của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, hôm 31 tháng 1, tỷ phú Nga Arkady Rotenberg tuyên bố đã mua cung điện này 2 năm trước. Doanh nhân này không cung cấp thông tin về tiền bạc liên quan đến vụ mua bán trên, cũng như nguồn tiền đó được ông huy động từ đâu. Theo tỷ phú này, dinh thự dự kiến được hoàn thành trong vài năm và sẽ trở thành một khách sạn. Tỷ phú Rotenberg cũng cho biết, ông quen biết Tổng thống Putin từ thuở nhỏ và là một trong những người bạn thân nhất của ông Putin. Ông cũng là một nhân vật có ảnh hưởng ở Nga. Ông cũng là đồng sở hữu SGM, tập đoàn chuyên xây dựng các cơ sở tầng như đường ống dẫn khí đốt. Các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin có ít nhất 2 vụ đánh bom xảy ra tại Syria khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ thứ nhất là một quả bom xe phát nổ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương ở Bắc Aleppo của Syria. Vụ thứ hai là vụ đánh bom ở thành phố Azak nhưng không cung cấp thông tin số lượng người thiệt mạng và bị thương. Ngày 1 tháng 2, hãng tin Reuters cho biết quân đội Myanmar chính thức thừa nhận thông tin bắt giữ lãnh đạo đảng cầm quyền Liên hiệp Quốc gia vì Dân chủ NLD Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và một số thành viên cấp cao trong đảng NLD ngay trong đêm. Theo quân đội Myanmar, đây là phản ứng trước những sai phạm trong cuộc bầu cử Myanmar vào tháng 11 vừa qua. Hiện tại quyền lực được giao cho Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Lực lượng vũ trang Myanmar đã chiếm giữ tòa thị chính thành phố Yangon, kết nối điện thoại và dịch vụ truy cập Internet qua điện thoại ở trụ sở đảng NLD bị chặn. Ngoài ra, theo đài truyền hình địa phương, quân đội nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Myanmar kéo dài trong một năm. Quân đội Myanmar nhanh chóng thực hiện động thái trên chỉ một ngày sau khi phủ nhận đồn đoán từ truyền thông về khả năng đảo chính. Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, ông Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Đại hội đã bầu ra 200 người trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 12 giờ ngày 1 tháng 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 đều liên quan đến ổ dịch từ Hải Dương và Quảng Ninh. Bắc Giang ghi nhận 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại huyện Lục Nam. Bình Dương thêm 1 ca dương tính là sinh viên, nhiều tuyến phố bị phong tỏa. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến sáng ngày 1 tháng 2, đã có 16 tỉnh thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học từ sau khi có học sinh tiểu học liên quan đến các bệnh nhân dương tính với COVID-19. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 2, dừng tất cả các hoạt động quán karaoke, vũ trường, quán bar tại Hà Nội.
Tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.817 ca nhiễm COVID-19, số ca tử vong là 35 ca, số ca hồi phục là 1.457 ca. Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở điểm tin ngày mai vào lúc 19 giờ.